chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 3910 đến 3914 tập 3910. ừ muốn tới đóng chặt hai tròng mắt thần niệm mở hết linh nhi thời gian đầu tiên phát giác dị động theo nàng một tiếng quát to trên chín tầng trời truyền tới một tiếng nổ vang oanh vậy vốn là thương khung chỗ một chuôi đốt sán màu vàng lửa mang đại kích một góc rũi vào mất đi diệp thần khống chế thế giới này xa không có như vậy vững chắc tí tách trên hư không đại kích lưỡi nhọn nhỏ xuống một chút lửa mang rớt xuống ngay tức thì đem vô số sơ xuyên sông biển bốc hơi hầu như không còn linh nhi lo lắng quay đầu lại nhìn lại giờ phút này ngồi xếp bằng diệp thần khóe miệng đã chảy xuống liền lau một cái đỏ thấm cái đó lão thất phu trong tay còn có một chút thanh vân hơi thở có thể cảm giác được căn nguyên chỗ chúng ta không cách nào ẩn núp linh nhi mới vừa dịch chuyển liền võ đạo luân hồi đồ không gian chỗ chính là vì cảm giác đối phương tin tức. Lúc này Diệp Thần, như cũ không biết ngoại giới hết thảy. Hắn vẫn ở chỗ cũ tiêu thấm thần hồn không gian bên trong. Tiêu thấm, ngươi làm rất tốt. Nhìn quét dọn chiến trường tiểu đội, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía đám người nhìn chăm chú tiêu thấm mở miệng nói. Ừ, là ngươi, đại ca ca. 15-16 tuổi tiêu thấm đột nhiên quay đầu lại, như là phát hiện cách đó không xa một dưới cây bóng người, chính là Diệp Thần. Ta nói, chúng ta còn sẽ gặp lại. Diệp thần nhẹ nhàng cười một tiếng, kêu. Quanh thân sáng lên thanh mang một món sâu nhập tiêu thấm ấn đường, chớ quên ta, chúng ta còn sẽ gặp lại, ngày sau người. Ngay tại diệp thần nhìn tiêu thấm, còn muốn dặn dò chút gì thời điểm, như là bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người như bị đòn nghiêm trọng vậy ngã xuống đất. Ho, phun ra một ngụm máu tươi, trước kia cảnh tượng không có ở đây, để lại cho mình chỉ còn lại vô tận hắc ám. Xem ra bên ngoài xảy ra vấn đề, Linh Nhi, không gian kết giới. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, Linh Nhi hét lớn một tiếng. Vô tận không gian mảnh vỡ gây dựng lại, kết thành một đạo thật dày bức tường ngăn cản tại võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới nhô lên, đem gắt gao chống lên. Tiêu Ngục thấy vậy, cũng là tay áo vung tay lên, tinh thuần lực lượng phún ra ngoài, phò hộ ở kết giới bên trên. Phải nhanh lên một chút trợ giúp Tiêu Thấm và Diệp Thần hấp thu thần mộc căn nguyên, nếu không cái đó lão thất phu tùy thời có thể tìm được chúng ta vị trí, một khi kết giới bể tan tành, khó thoát khỏi cái chết. Ta làm chủ Diệp Thần thân xác, nghĩ biện pháp chịu đựng qua một kích này. Linh Nhi lo lắng đi, chợt hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Diệp Thần trong đan điền. Rắc rắc. Trên bầu trời lại là một hồi vang lớn, Linh Nhi cùng Tiêu Ngục liên thủ bày ra kết giới ngay tức thì lan tràn ra vô biên kẽ hở. Cái thằng nhóc này trong cơ thể còn ẩn giấu không ít thứ, không hổ là luân hồi chi chủ, đại khí vận người, ta đây muốn xem xem, ngươi có thể chống đỡ được qua mấy đánh. Trấn hồn uyên bên ngoài thấy viêm đế, giờ phút này diễu diễu nói chém lại là đại kích thẳng tắp đâm tới thân hồn không gian bên trong diệp thần cũng là không thể không bước nhanh hơn cảm thụ tiêu thấm hơi thở càng ngày càng mạnh lên hắn không khỏi kêu gào tiêu thấm ở nơi này đe nhánh một mảnh thế giới bên trong miễn cưỡng kêu gọi chuyển hướng vô biên mất đi ừ có người đang gọi ta ta không phải đã chết sao diệp thần tức hải chỗ sâu nhất tiêu thấm lau một cái ý thức định cách đến thái viêm đế chí mạng kia một kích vào thời khắc này vẻ kinh dị sáng lên cả tòa mất đi thế giới bên trong tràn đầy thái viêm đế giữ tượng tiếng cười tàn phá hôm nay ta thái viêm đế đem mai táng luân hồi đời này người thứ nhất vũ hoàng cổ đế không làm được chuyện ta thái viêm đế làm được ha 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 thái viêm đế tay phải cách không qua múa ngày xưa vậy đại chiến lúc làm được tiêu thấm thiếu chút nữa bỏ mình sán màu vàng đại kích một góc lần nữa tới hướng diệp thần hung hăng đâm tới giờ phút này tình cảnh lại xuất hiện diệp thần thành tựu người đứng xem ngay tại ở một chớp mắt kia ngang nhiên ra tay đen tiêu thấm vững vàng bảo vệ ở sau lưng trong tay thanh vân thần mục căn nguyên toát ra bảy màu sáng mờ lần này không thể lại để cho ngươi làm chuyện điên rồ oanh nóng rực sáng mờ cùng thái viêm đế nhất kích đụng nhau hoàn toàn đốt tiêu thấm cả tòa thức hải diệp thần hình bóng không ngừng vang vọng ở trong đó ho diệp thần phút chốc mở ra hai tròng mắt chợt ho ra một ngụm máu tươi kẹp theo tan vỡ phủ tạng đồng thời khạc ra bị thương cực kỳ nghiêm trọng linh nhi cũng là thân hình chớp mắt từ diệp thần bên trong thân thể ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét rất hiển nhiên nếu không phải nàng lấy tự thân lực thay diệp thần ngăn cản không gian vỡ vụn mang tới tổn thương sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi một màn này vậy dẫn được tiêu ngục cả kinh nói thằng nhóc tình huống như thế nào thất bại hô diệp thần miệng to thở hồn hển yếu ớt nâng lên cánh tay nhẹ giọng nói thành công các nguyên lực đã tại tiêu thấm thần hồn hoàn toàn hòa vào nhau ba người mong đến tiêu thấm sắc mặt tiệm xu đỏ thắm hơi thở vậy bắt đầu hòa hoãn lông mi mau chớp mắt chớp mắt lúc này mới yên lòng để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe chính là tiếp theo phải nghĩ biện pháp tránh được cái này lão thất phu theo dõi linh nhi mở miệng nói trên chín tầng trời dù là có tiêu ngục thần lực rót vào không gian kết giới cũng đã kế cận bể tan tành lại còn nhất kích võ đạo luân hồi đồ tất bể một khi như vậy diệp thần đem sẽ ngay tức thì bỏ mình cho ta bể đi thái viêm đế lại là một kích hoành gia hướng võ đạo luân hồi đồ phương vị mặc gai tới oanh tiếng nổ chợt nổi lên xuyên qua lực vô cùng nhất kích đem nguyên phiến hư không chặn ngang đâm thủng thế giới một đầu khác vô tận không gian chảy loạn tràn vào ừ lại không ở chỗ này thái viêm đế nhướng mày một cái trong tay thanh vân hơi thở lần nữa sáng lên ánh sáng thần niệm lộ ra cha xem mà lần này như là không thu hoạch được gì hô võ đạo luân hồi đồ bên trong ba người cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh hiện tại bọn họ trạng thái nếu như cứng rắn đi nữa kháng nhất kích, không chết cũng tàn phế. Lão thất phu này, thật là âm hồn không tiêu tan. Không phải là một thánh thiên thần hỏa sao? Còn như liều mạng như vậy mệnh. Diệp thần khôi phục thương thế, không đành lòng mắng. Thánh thiên thần hỏa có thể không phải là phàm vật. Linh Nhi cùng tiêu ngục đồng loạt bạch nhãn. Vật này nếu là bị những lão quái vật kia phát hiện tung tích, phòng đoán vực ngoại cũng có thể bị tiêu diệt liền đi, ngươi vẫn còn ở nơi này được tiện nghi còn khoai tài. Diệp Thần nghe được Linh Nhi một lời, ngay tức thì không có nóng này. Không đúng, cái này khí tức hủy diệt. Lão gia dự định phá hủy chấn hồn uyên, ép chúng ta hiện thân. Mặc dù ẩn thân ở võ đạo luân hồi đồ bên trong, nhưng đậm đà ngọn lửa hơi thở nhưng mà không che giấu được. Tiêu Ngục tiền bối, nghe ta một lời, đây có lẽ là chúng ta duy nhất biện pháp. Thái thần có thể sẽ là tên này tâm ma. Hơn nữa ban đầu thái thần cho ta một đạo lực lượng, có lẽ bây giờ có thể sử dụng thời khắc mấu chốt diệp thần đầu óc bên trong linh quang chớp mắt lúc này liền là đem suy nghĩ tốt thoát đi phương pháp nói cho hai người diệp thần ta xem ngươi có thể tránh đi nơi nào xích bảo cụ già thanh âm lạnh như băng vang vọng ở địa ngục bên trong một món lại một luồng tà niệm chậm rãi bay lên ngưng tụ vĩnh đông dưới đất ác linh hồi phục đi là lão phu sử dụng thái viêm đế cười lớn một tiếng chờ tay cầm lưu màu vàng kim lửa mâu hung hăng hướng hư không ném một cái lưu màu vàng kim lửa trời ngay tức thì đốt hư không vô tận hắc ám lại là dưới lên kim mang đem thương khung hoàn toàn đốt oanh vô tận dư âm từng tầng một cuốn lên đem cả tòa địa ngục bên trong rãnh tuyệt bích kiệu lĩnh ngay tức thì san thành bình địa vạn vật đốt thành phấn vụn hóa thành bụi bậm phiêu tán tại dưới chấn hồn uyên từng luồng tà niệm bay lên và năm tới táng diệt ngủ ly bì tại dưới đất vô số tà linh lần nữa tỉnh lại bị thái viêm đến nơi khắc số trận pháp điều khiển tôn giả cái này lúc trước đám kia giúp thái viêm đế quỷ tướng thấy tình cảnh này không khỏi được hoảng hốt cái này vốn là trấn áp tại địa ngục băng sơn lòng đất dưới, cũng nên tư tán viễn cổ tà linh, lần nữa bị thức tỉnh, đem sẽ cho trấn hồn uyên mang đến tai họa ngập đầu. Im miệng, ngươi vậy là bổn tôn sử dụng đi. Một món lưu kim thiên hỏa ngay tức thì đem quỷ tướng thần niệm phai mờ, khiến một tôn quỷ mị lấy trận linh bước chân vào trong nó. Bẩn thiểu đồ, có thể giúp bổn tôn đoạt được thần hỏa và luân hồi khí vận, vốn là ngươi cùng vinh hạnh. Thái Viêm đế điên cuồng cười một tiếng, hắn cảnh giới bực này thuộc tính lửa võ giả vốn là tà ma khắc tinh. Dung hợp thành thiên thần hỏa nhan tuyển nhi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bởi vì diệp thần thực lực bản thân quá thấp, không cách nào phát huy mạnh nhất lực, như nếu là một vị cường giả như vậy, đó cũng không giống nhau. Thần hỏa là bổn tôn, luân hồi khí vận cũng là bổn tôn. Thái viêm đế đứng ngạo nghễ hư không, chăm chú nhìn quát lên. Dưới chấn hồn uyên, trong chốc lát vạn quỷ kêu khóc. Lão thất phu này sát ý đã tuyệt, không tiếc bày như vậy thiên la địa võng tới bắt chúng ta âm thầm một đôi trong mắt ngắm nhìn bốn phía thấy trước mắt luyện ngục hoàn toàn bị san thành bình địa không khỏi một hồi kinh hãi tí tách tí tách cả toa chấn hồn uyên mái vòng bị thái viêm đế lưu kim thiên hỏa hoàn toàn lửa đốt hết sức liền vậy vô tận không gian chảy loạn đều là chưa cuộn sạch liền bị nóng rực sóng nhiệt nơi bốc hơi lên huy phát nhỏ xuống chỉ có màu đen kia chú mưa suy suy tích tích rớt xuống chú mưa tới dưới vô số đạo viễn cổ tà linh bạch cốt bồi bổ ra sâu màu đen thịt thối giữa mùi gây mũi bắt đầu truyền ra Thái viêm đế lại là tay áo vung tay lên, vô tận trên bầu trời, một ngôi sao vô căn cứ tránh hiện ra. Trong chảo lạnh lùng trói lọi vẩy chiếu xuống, chấn hồn uyên bên trong, vạn linh tựa như là có cảm cho đòi vậy, cùng kêu lên hò hét. Chu Luân Hồi Chu Luân Hồi Diệp thần, nghe được không? Như thế nhiều lệ quỷ muốn tìm ngươi làm bạn đâu. Linh Nhi thanh âm vang lên. Cái này vạn quỷ mượn tinh thần trận pháp hợp lực nhất kích, đủ để vẫn diệt cả tòa chấn hồn uyên, không thể để cho lão thất phu kia ra tay. Diệp Thần chặt xem cuộc chiến cục, đối Linh Nhi nhạo báng nói như vậy, làm như không nghe. Xong hết rồi, chuẩn bị tiếp ứng tư tiền bối nhất kích. Trong nháy mắt, thanh huy đêm ngưng vẩy chiếu xuống trấn hồn uyên, như là xuất hiện một bóng người. Thái Viêm, ngươi coi là thật lấy là mình có thể là tùy ý là. Thái Viêm đế trong mắt đông lại một cái, sát ý nghiêm nghị, lại là ngươi, Thái thần. Hôm nay ai tới cũng không mang được Diệp thần, ngươi vậy lưu lại đi trước mặt thái thần một tiếng hừ lạnh chợt một quyền đánh ra quyền mang vạch qua chấn động được cái này thập phương địa ngục lệ quỷ thấp mi không gian một bên kia hư không sấm sét rơi xuống chi chít có chừng cánh tay lớn bằng lôi đình lực giống như mưa như chút nước mưa to đem chấn hồn uyên bao trùm ầm trên bầu trời tinh thần ầm ầm vỡ vụn cả toa chấn hồn uyên ngay tức thì vùi lấp trong hắc ám bên trong bạo một tiếng quát chói tai từ thái thần trong miệng truyền ra chợt đạo nhân ảnh kia trong phút chốc vỡ vụn tư tan giết mang hướng trước mặt thái viêm đế tập sát đi đứa nhỏ, ta chỉ có thể làm được như vậy, tiếp theo mọi thứ tạo hóa xem chính ngươi. Tiêu ngục yếu ớt thanh âm chỉ là truyền gia đạo dặn dò, chợt biến mất lại cũng không gặp. Cùng lúc đó, Thái thần Sơn Diệp thần vận dụng thái thần vậy đạo lực tính, tự nhiên bị thái thần phát giác. Thái viêm ngày xưa cùng ta tinh giới bên trong từng có đánh một trận, lúc đó trẻ tuổi, hắn một tay khống chế lửa thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Mới vừa vi sư một món thanh khí cùng chi giao tay, có thể kết luận, người này không phải thái viêm đế sư tôn công tử kia nhưng mà có nguy hiểm tánh mạng chu uyên hỏi thái thần con mắt thâm thúy đáp lại người này luân hồi khí vận bị một ít biến số che đậy quá nhiều ta không cách nào thấy rõ ta phải đi cứu công tử chết cũng phải chết cùng một chỗ chu uyên kiên định nói thái thần một tiếng thở dài a à, chân chính thái viêm đã sớm chết tiêu tán hôm nay cái gọi là thái viêm đế bất quá là tinh giới linh khải liền trí dung hợp thái viêm bộ phận trí nhớ cũ mà thành chấp niệm tà hồn thôi mượn tinh thần bản nguyên đúc lại máu thịt mới vừa đi thế gian tham niệm dậy muốn mượn thần hỏa oai đoán hóa thành người chu uyên mới chợt hiểu ra hỏi sư tôn nhưng có phá cuộc chấp pháp thái thần trầm ngâm hồi lâu tặng cho liền chu uyên một ngọc bội bộ dáng vật kiện mà vật này kêu làm thiên lôi dẫn ngươi mang theo trong người có thể làm tự thân công kích lận theo thế lôi đỉnh hắn tu vi tuy mạnh nhưng cái này thái viêm đế bản là tinh thần nguyên biến thành đối cái này lôi đình lực có thiên nhiên sợ hãi ngươi kiếm ý có thể chém hắn căn nguyên ngươi cố nhiên tu vi không cao nhưng là khắc tinh của hắn coi như là đối ngươi lâu như vậy bế quan tới một lần trắc nghiệm đi thái thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dạ sư tôn hình ảnh quay về linh nhi không gian dịch chuyển che giấu tại hư không lôi kiếp dưới rút lui một hồi nhỏ nhẹ không gian rung động lặng lẽ tung lên che giấu ở vô tận lôi biển dưới trong hư không vậy bị thái thần tự bạo cuốn lấy thái viêm đế không chút nào nhận ra được diệp thần thâu thiên hóa nhật ngay tại diệp thần mang theo linh nhi lập tức muốn chạy trốn ra thăng thiên để gặp như là dị biến lại xảy ra hát hát xì diệp thần bên trong đan đền ngủ say tiểu kỳ lân tự hồ đối với cái này lôi đình lực phá lệ nhạy cảm ngao du ở nơi này lôi biển dưới lại là ngủ mơ bên trong đánh cái mấu chốt nhảy mũi tập 3911 diệp thần đột nhiên ngẩn ra vậy tiểu kỳ lân đã hồi lâu không có động tĩnh hắn cũng mau quên tên này tồn tại. Hắn chỉ biết là cái này màu tím tiểu kỳ lân là ở Thái Viêm Đế địa bàn phát hiện, hơn nữa và Nhan Tuyển Nhi dung hợp Thánh Thiên Thần Hỏa có liên lạc. Giờ phút này Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng từ bên trong đan điền sông ra, cho trước mặt không gian lại vặn vẹo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, đem trước mắt lôi biển chiếm đoạt. Trong một cái chớp mắt này dị động, làm sao có thể thoát khỏi Thái Viêm Đế thần niệm cảm giác. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân mặc cho tiêu ngục thần lực tự bạo dư âm đánh vào ở gánh nửa bên thân thể hoàn toàn nổ tung thái viêm đế nhưng là cười lớn một tiếng hướng diệp thần tập sát tới đi diệp thần từ trong hư không không gian bên trong kết giới thò đầu ra gọi linh nhi chui vào luân hồi mộ địa bên trong cũng không quay đầu lại hướng chấn hồn uyên vòng ngoài lao đi chỉ phải rời khỏi chấn hồn uyên vận dụng luân hồi huyết mạch và thiên kiếm có lẽ liền không sợ hãi cái này đáy chấn hồn uyên còn có lão thất phu kia bày ra oán linh đại trận chúng ta hướng lên chui vào vậy khu không người nói sau linh nhi giờ phút này cũng là vận chuyển toàn bộ linh lực gia trì diệp thần đan điền vận chuyển hai người chung sức hợp tác bất quá là mấy tức tới giữa chính là vọt ra khỏi đáy chấn hồn uyên người coi như chạy đến chân trời góc biển vậy không trốn thoát bổn tôn lòng bàn tay sau lưng hài hước tiếng truyền tới diệp thần nhướng mày một cái lúc này mới vừa mới bắt đầu khoảng cách chính là bị kéo gần lại như thế nhiều thực lực chênh lịch thật lớn lại là ngay cả chạy trốn cũng không làm được sao Bèo. Không kịp đợi Diệp Thần phản ứng, một đạo lưu màu vàng kim lửa mang đã điểm vào hắn trên lưng. Ngay tức thì giấy lên kim mang đem hắn huyết nhục ngay tức thì hòa tan, liền linh lực trong cơ thể đều là cùng cháy hết. Ầm. Diệp Thần thân hình từ hư không đập rơi xuống đất, to lớn quán tính đem hắn lên đới đánh vào ra trăm trượng có thừa. Ở nơi này vô số ngôi sao cao treo hư không khu không người bên trong, đập ra một cái không thấy đáy hố sâu. Rắc rắc. Rắc rắc. Yên tĩnh khu không người bên trong, trận loạt tiếng bước chân đạp toái tinh thạch thanh âm truyền tới, từ xa đến gần. Thái Viêm Đế nhìn trước mắt hố sâu, khinh thường nói, tiếp tục chạy, để cho ta xem ngươi còn có tài năng gì. Không quá ta thật là tò mò, tại sao ngươi cuối cùng không dùng tới luân hồi lực lượng? Chẳng lẽ ngươi đang sợ cái gì? Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng, đột nhiên đánh ra một trưởng, Đại Thiên Trọng Lâu trưởng mang động trời khí thế, hung hăng hướng Thái Viêm để đánh tới. Một trưởng này, cố nhiên không có dùng luân hồi huyết mạch, nhưng mang theo luân hồi huyết mạch uy nghiêm bất quá chẳng biết tại sao diệp thần tự hồ cố ý thu hồi một phần chia lực lượng thái viêm đế gặp diệp thần thi triển chín tầng trời thần thuật nhếch miệng lên nhẹ nhàng nghiêng người tránh ra diệp thần một trưởng thời khắc này diệp thần hoàn toàn bại lộ ở thái viêm đế trước mắt vạn phần nguy cấp chặt chặt luân hồi thân xác cố nhiên đáng sợ thật là sức hồi phục kinh người một trường này cố nhiên là chín tầng trời thần thuật nhưng đối với ta lại nói vẫn còn quá yếu thái viêm đế trong mắt sáng lên không khỏi được chặt chặt tán dương trong nháy mắt có thể đem thương thế khép lại cái này diệp thần người mang trí bảo vượt qua thánh thiên thần hỏa cái này một vật ầm đại thiên trọng lâu trưởng lại mất hiệu lực đồng thời một cổ kinh khủng lực lượng rất miễn cưỡng đem diệp thần đánh lui trăm mét ngay lập tức thái viêm đến người nhẹ nhàng truy đuổi tới trước mắt mắt nhìn xuống nói như ngươi không cùng ta đùa bỡn như thế nhiều thông minh ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu toàn thầy lão già kia ta cũng nghĩ như vậy diệp thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười chợt hô lớn, "Linh nhi, động thủ." Được. Linh nhi thanh âm dí dỏm vang vọng ở khu không người bầu trời, Thái Viêm Đế theo bản năng ngước mắt nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, ngay tức thì bị một cổ khổng lồ hấp lực cuốn hướng bầu trời, hướng trên bầu trời vô số ngôi sao hung hăng đập tới. Con bé này là lúc nào hoàn thành? Thái Viêm Đế ánh mắt run lên, thì ra là như vậy, Luân Hồi chi chủ không tiếc lấy thương thế hấp dẫn ta sự chú ý, để cho con bé này nhân cơ hội ra tay. Lúc trước vì thời gian đầu tiên truy kích Diệp Thần, Thái Viêm Đế vậy bị tiêu ngục hóa thành thái thần tự bạo gây thương tích thân xác dùng còn sót cánh tay phải nâng lên. Đi chết đi. Giữa trường ánh sáng màu vàng sáng lên, nhắm ngay mặt đất bên trên thở dốc Diệp Thần. Lão thất phu, thật làm bổn cô nương không tồn tại. Không gian phệ dẫn. Linh Nhi hét lớn một tiếng, chờ chỉ gặp Thái Viêm Đế vậy duy nhất có thể nhúc nhích tay phải, giờ phút này cũng là bị vững vàng khắc ở sau lưng tinh thần bên trên. Thông minh nha đầu, lấy không gian chi lực ở chỗ này mượn tinh thần tung lên vòng xoáy, đem lão phu hút ngôi sao này bên trên. Thái Viêm Đế cười một tiếng, mặc dù là toàn thân bị giam cầm, nhưng chán tới giữa nhưng là chút nào không gặp vẻ bối rối, ngược lại thì hướng về phía Linh Nhi tán dương một phen. Quả nhiên, ngươi không phải Thái Viêm Đế. Linh Nhi lạnh giọng nói. Ha ha ha, là do như thế nào, không phải thì như thế nào. Từ dung hợp một khắc đó trở đi, ta chính là hắn, hắn chính là ta, Thái Viêm Đế cười ha ha một tiếng, lơ đễnh nói. Mặt đất trên Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, mấy tháng trước, ở đó đúc kiếm chi địa ta liền phát hiện dị thường. Ngươi thân xác, tựa hồ có thể câu thông vô tận tinh thần lực, sau đó đánh một trận, lại là chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng. Cho nên ngươi mới cố ý đem lão phu dẫn tới cái này khu không người bên trong, lấy không gian chi lực dẫn động tinh thần vòng xoáy hạn chế ta hành động. Thái Viêm Đế ngước mắt nhìn một chút quanh thân phân bố tinh thần, nhẹ giọng nói. Hấp lực cùng lực đẩy, vốn là lẫn nhau tác dụng ngươi thân xác có thể hay không gánh nổi ngôi sao này đụng nhau lực trùng kích ta thì không rõ lắm diệp thần đứng dậy hướng về phía linh nhi gật đầu một cái linh nhi ngay tức thì dẫn động không gian chi lực trên bầu trời vô số viên tinh thần ngay tức thì nhắm ngay thái viêm đế đen ngươi thân xác giải quyết hết chỉ còn lại vong hồn liền không đủ gây sợ hãi diệp thần tay áo vung tay lên bể oanh không gian chi lực dẫn động vòng xoáy ngay tức thì dẫn động vô thượng lực đẩy Đem thái viêm đế vậy nhỏ bé thân thể giống như là bắn viên đạn vậy đánh ra. Ầm. Bắn ra thái viêm đế phản ứng không kịp nữa, ngay tức thì đập về phía cách đó không xa một viên khác tinh thần bên trên, miễn cưỡng đập nhập bên trong, không gặp tung tích. Lại tới. Linh nhi không gian chi lực lần nữa dẫn động, lực đẩy lần nữa tác dụng. Bèo. Thái viêm đế thân hình từ tinh thần bên trong rút ra, lần nữa đụng hướng ngoài ra một ngôi sao. Tuần Hoàng qua lại mấy lần, mắt thường có thể thấy được thái viêm đế chỉ là còn lại thân thể và đầu lâu. Diệp Thần, ngươi dám như vậy làm nhục lão phu. Thái Viêm Đế giận dữ tiếng vang lên. Diệp Thần như là nhẹ nhàng nói, xem ra ta không cần vận dụng luân hồi lực là có thể đem ngươi chu diệt. Linh Nhi, tiếp tục. Được rồi. Linh Nhi cười ngọt ngào một tiếng, mặc dù giữa chán mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống, như là như làm không biết mệt. Xong hết rồi, dẫn động tinh thần lực nổ tung, hoàn toàn diệt lão thất phu này thân xác. Diệp Thần mở miệng nói. Được. Không gian chiếm đoạt. Tên linh nhi kiều quát một tiếng nháy mắt tức thì trên chín tầng trời vòng xoáy dẫn động sức mạnh to lớn linh nhi năm ngón tay đưa ra muôn vàn tinh thần sau đó tụ lại diệp thần trong mắt bên trong rỉ ra một chút đạo linh chi hỏa phiêu hướng hư không chỉ nghe được linh nhi một tiếng bể mấy chục ngàn tinh thần ngay tức thì đè ép lẫn nhau đụng đi ở cái hở kia không gian vòng xoáy bên trong ngay tức thì dấy lên màu đỏ tươi ngút trời lửa lớn đem khu không người vốn là nhìn không thấy bờ bến thương khung nhuộm thành đỏ tươi lão thất phu này thân xác theo mấy chục ngàn tinh thần cùng tán là bụi bập đi. Linh Nhi hóa thành lau một cái lưu quang chui vào luân hồi đi nghĩa địa bên trong, cái này trên 9 tầng trời rơi xuống màu đỏ tươi lửa mưa, một giọt rơi trên người đều đủ để làm người đau đầu. Diệp thần thánh thiên thần hỏa, hiện tại mới biết biết bao bá đạo. Suy, suy, đầy trời màu đỏ tươi quang vũ bỏ ra, tích tích rơi ở diệp thần trên mình, phát ra tung tăng tiếng, vang lên lau một cái lau lửa hoàng hình dáng rung động, sau đó đá chìm biển rộng tiêu tán. Không lâu lắm, vậy ngước mắt đều là quần tinh khu không người mái vòm ở theo một chàng đỏ tươi diễm lửa thịnh yến sau đó lại cũng không gặp từng cơn gió lạnh phất qua cả thiên địa cũng mất mấy phần hào quang boch 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 nhưng vào lúc này dị biến hoành xanh diệp thần nghe được tiếng vỗ tay âm ngay tức thì quay đầu lại cách đó không xa một bóng người đứng chính là thái viêm đế không tệ thủ đoạn đáng tiếc ngươi vẫn còn quá yếu con kiến hôi dung mạo mưu toan từ diệt thần linh Người khác này thái viêm đế chật vật cực kỳ hai cánh tay đồng loạt nổ tung cánh tay tận gốc chỗ ánh sao chảy ra màu bạc máu ngực gần như vỡ vụn sáng màu bạc nội tạng phun trào rõ ràng có thể gặp diệp thần ta thật rất muốn thấy được ngươi chờ lát nữa tuyệt vọng cầu xin tha thứ hình dáng thái viêm đế tàn nhẫn cười một tiếng diễn cảm giữ tận nói diệp thần linh nhi lo lắng truyền âm nói không cho phép ra tới diệp thần quát bảo ngưng lại nói vốn cho là tìm được sơ hở có thể đem thái viêm đế thân xác chém chết sau đó còn thừa lại tàn hồn dựa vào thần hỏa lực chu toàn cháy hết là được nhưng quay đầu lại vẫn là thất bại trong gang tấc thôi liền vận dụng luân hồi huyết mạch rút ra một phần chia nhân hoàng thánh đao đi vô thiên phát hiện liền phát hiện đi diệp thần đột nhiên chợt quát chuẩn bị sử dụng nhân hoàng thánh đao hung hăng kéo một cái lúc này chấn hồn uyên vòng ngoài mênh mông khu không người biên giới cái này liên thiên tiên ngọn lửa màu đỏ là đạo linh chi hỏa công tử ở bên kia. Chu Uyên thân hình hỏa tốc hướng vậy giao chiến phương hướng tập kích bất ngờ đi, màu xanh trường sam hóa thành lau một cái lưu quang biến mất. Công tử, chịu đựng a. À. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị vận dụng Nhân Hoàng Thánh Đao thời điểm, dị biến nhô ra. Một nhận kiếm quang tại cuối chân trời sáng lên, phá vỡ thập phương yên tĩnh, vậy chọc được Thái Viêm Đế cùng lần lượt tháo chạy Diệp Thần cả kinh. Uy thế còn không thể nói vô địch, nhưng là cho người một loại cảm giác, cần phải phá vỡ thiên uyên. Công tử, một thiếu niên đạp kiếm tới, chính là Chu Uyên. Ừ, Diệp Thần theo bản năng cau mày, Chu Uyên làm sao sẽ tới này? Chẳng lẽ là bị Thái Thần giao phó? Thái Thần không đến, để cho Chu Uyên tới. Có thể trước mắt đối mặt ra hỏa, là liền Diệp Thần cũng không làm gì được được cự phách, Chu Uyên điểm này mà tu vi, chân thực có chút không đủ xem. Ha ha ha. Thái viêm đế thấy người đến, lúc này liền là không ngừng cười như điên, nói, làm sao, các ngươi là không có ai sao? phái như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu tới đây là tới vì ngươi nhặt xác nói xong còn không quên khinh thường liếc Diệp Thần một mắt thời khắc này Diệp Thần vết máu loang lổ nếu không phải là vậy mắt sáng trong suốt lại lộn tiên sắc lửa mang chính là một cái người diễn người máu nơi nào còn có phân nửa người xem có thể nói Chu Uyên ngươi tới làm gì Diệp Thần lo lắng nói công tử ngươi lại xem ta Ký hiệu áo xanh lay động, mảnh khảnh bàn tay bên trong, một chui thành quang kiếm nắm, hơi thở liễm hết sức. Thằng nhóc này, kiếm ý lại lớn mạnh như vậy. Mặc dù không có chỉ nước một kiếm, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa, tiểu tử này thiên phú võ đạo lại như thế cao. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thần trong lòng gương sáng như nhau, trình độ như vậy ở Thái Viêm đế trước mặt, có thể có thể nói là tay trói gà khâu chặt. Đinh. Yên tĩnh khu không người bên trong, Bể Ngọc Loan trung tiếng vang lên. Chu Uyên quanh thân quanh quần dậy từng tia vô hình dịu dàng khí chất, không thể danh chạm. Khi tất cả người đổi được không thể đoán. Nhàm chán trò lừa bịp. Thái Viêm Đế hiển nhiên đối với Chu Uyên cái này người phá rối không vui, nhưng càng làm được hắn trong lòng khó hiểu khó chịu là mới vừa vậy du dương tiếng chuông. Keng. Một chuôi sán màu vàng kim thiên mâu ở cái này ở giữa thiên địa rung động, tí ti lưu màu vàng kim lửa trời đổ bê tông kỳ hình. Hắn nhưng mà một khối cự phách tồn tại, nếu không cũng sẽ không ước chừng bằng vào một cái ánh mắt chính là đè được gần quá thành triệu sinh linh liền đầu cũng không dám ngẩng lên một tí ba gia tộc lớn cái gọi là bảo vệ thần ở trước mặt lại là giống như đứa bé vậy non nớt lão này sống không biết nhiều ít năm tháng kinh nghiệm chiến đấu so với chiến lược có lẽ càng kinh khủng hơn ngày xưa đối thủ có lẽ cũng đã trở thành dưới chấn hồn uyên vong linh theo đất vàng cùng nhau tàn đi tiểu tử chưa giáo máu đầu không biết trời cao đất rộng diệp thần cũng là thời gian đầu tiên nhìn chăm chú thái viêm đế chiều hướng chút nào không dám khinh thường sử dụng nhân hoàng thánh đao ta hồn mà thôi dám nói vô địch dám gọi bất hủ chu uyên hời hợt một kiếm cuốn lên từng cơn không gian rung động giống như nhân gian kinh hồng đánh thẳng thái viêm đế ngực suy hàn mang vạch qua ở màu đỏ thẫm trường bào bên trên để lại một cái ước chừng lớn chừng ngón cái lỗ máu loang thoáng có thể gặp tinh thần chiếu rọi giật tán chu uyên lại là có thể phá ra lão thất phu kia phòng ngự luân hồi mộ địa bên trong linh nhi kêu lên một tiếng liền một bên diệp thần vậy rõ ràng một lần mình dốc hết thủ đoạn cũng không làm gì được được thái viêm đế bị chu uyên vậy nhìn như nhu nhược một kiếm xuyên thủng liền thân xác đáng chết thái viêm đế khinh thường dưới ăn tất một tiếng đau uống tay cầm thiên mâu trong mắt chớp mắt chớp mắt thân hình ngay tức thì bạo động đi chết đi thiên mâu tung lên ngút trời kim diễm hướng chu uyên ngang qua tới động tác sắp đến liền diệp thần mắt thường đều là bắt không rõ trong nháy mắt chu uyên bị chém thành hai khúc diệp thần đột nhiên cả kinh nếu như Chu Uyên chết ở mình trước mắt, vậy hắn tim gông xiềng tất nhiên không cách nào chém hết. Bất quá, hắn rất rõ ràng, Thái Thần hẳn biết cái này Thái Viêm Đế Lai Lịch, phái Chu Uyên tới tuyệt đối có lý do. Chu Uyên thật giống như không có chết. Diệp Thần phát hiện cái gì, con người đông lại một cái, chỉ gặp lúc trước Chu Uyên rơi xuống phương hướng, cũng không có tách ra ra máu sắc. Mà bị bổ một cái hai nửa Chu Uyên, lại là hóa thành một đoàn thanh khí lần nữa ngưng tụ, hiển lộ ra hình dáng hai dãy hàm răng trắng noãn khơi màu lau một cái độ cong. Lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta công tử. Thái viêm đế nhưng là một mắt nhìn thấu Chu Uyên con đường, hư lạnh một tiếng, ta coi là thủ đoạn gì, xem ra ngươi là thái thần đệ tử, nhất khí hóa tam thành. Ta đây muốn xem xem, ngươi vậy ngu xuẩn sư phụ có thể bảo ngươi mấy cái mạng. Rất hiển nhiên, liên liên diệp thần cũng là phát giác, Chu Uyên mặc dù lần nữa sống lại, nhưng quanh thân vô hình hơi thở nhưng lại yếu bớt mấy phần, một khi dùng hết, Vậy hắn là được có thể sẽ thật bỏ mình. Tập 3912. Thái viêm đế trong tay Kim Mâu thẳng ném ra, lóe lên lưu màu vàng kim lửa trời, hội tụ một đạo mạnh mẽ trận pháp, đem Diệp Thần phong tỏa hắn hành động. Diệp Thần, chờ ta giải quyết cái này của quái tiểu tử, lại tới thu thập người Nói xong, đổi lại thân hình hướng Chu Uyên lướt đi, mất đi Diệp Thần phối hợp, chỉ dựa vào Chu Uyên cảnh giới tu vi, cho dù là Thái Thần ban cho rất nhiều thần thông, cũng không cách nào chống đỡ. Ầm Chu Uyên thân hình lại lần nữa hóa thành một đoàn thanh sương mù. Kiếm Vũ Càn Khôn. Lại lần nữa ngưng hình Chu Uyên lấy thân nhập kiếm, lần nữa đánh tới, bất quá lần này, chỉ là ở Thái Viêm Đế trên mình để lại một đạo nho nhỏ vết kiếm, chợt lại là bị hắn miễn cưỡng đánh tan nát đầu lâu. Diệp Thần nhìn chung quanh trận pháp, con ngươi híp lại. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế phá trận. Diệp Thần quát to một tiếng, Phạm Thiên thần công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động. Muốn phá vỡ cái này đạo trận pháp, nhưng để cho Diệp Thần bất ngờ phải, trận pháp cũng không có phá vỡ. Xem ra mấy tháng này, Thái Viêm Đế chuẩn bị rất nhiều, thuật này pháp rõ ràng có thể nhằm vào ta. Nhìn trên hư không một bên ngã thế cục, hắn như không thể làm gì. Hừ. Thái Viêm Đế lại là một trưởng, Chu Uyên lần nữa tiêu tán. Lão thất phu, nên ta, để cho ngươi nếm thử một chút thái thần kiếp lôi lợi hại. Lần nữa ngưng hình Chu Uyên như là cười lạnh một tiếng, lại nữa lấy thân sông trận mà là người nhẹ nhàng thối lui. Bảo Theo Chu Uyên một tiếng quát chói tai, Thái Viêm Đế trên thân thể ngay tức thì nổ ra vô số thấu lượng cửa hang, trong trẻo lạnh lùng ánh sao ngay tức thì bạo tán, giống như sông dài vậy từ trong cơ thể nổ phún ra ngoài, bất luận hắn dãy dụa như thế nào, vết thương đều là hoàn toàn không có khép lại thế. Cùng lòng có cảm giác kim mâu trận pháp cũng là hơi thở rối loạn, Diệp Thần nhìn chính xác trong một cái chớp mắt này cơ hội, lớn tiếng nói: "Tiểu Hoàng, huyết long, cho ta xé nát hắn." Diệp Thần dưới mắt bị thương, khó mà tái chiến, chính là kêu gọi Tiểu Hoàng và Huyết Long đi ra. Tiểu Hoàng và Huyết Long đồng loạt hiện thân ra, thú móng cùng long chảo, một trái một phải xé rách trận pháp. Vừa mới chuẩn bị thẳng sông về Thái Viêm đến lúc đó, Diệp Thần nhưng để cho hai thú lại lần nữa biến mất. Bởi vì Linh Nhi cho biết, Tiểu Hoàng và Huyết Long trên mình dính quá nhiều luân hồi nhân quả. Gần đây cẩn thận vô thiên tất nhiên sẽ có phát giác. Thái Viêm đế khí sắp phạt sâu hơn, trong tay kim mâu lần nữa cua múa, đầy trời lưu màu vàng hỏa vũ cuốn lên tầng tầng đợt khí đem diệp thần cùng chu uyên vây khốn trong nó thần hồn điên đảo tí ti lưu màu vàng lửa mang đốt hư không tản ra lũ lũ xạ hương vị phách tâm thần người nổ lên diệp thần cùng chu uyên hai người trong nháy mắt thân xác phảng phất lún vũng bùn bên trong nhúc nhích không được chút nào nhưng bọn họ trên mình bộc phát ra sát ý kinh thiên nhan tuyền nhi vận dụng thánh thiên thần hỏa lực lượng mau thần hoàng phủi xuống căn can thần vũ đem lưu màu vàng kim lửa trời chiếm đoạt nhưng mà thái viêm đế bóng người thấy tình thế không ổn quay đầu đi vòng vèo trốn vào dưới chấn hồn uyên diệp thần và chu uyên ngay tức thì sắc mặt tái xanh nói đáng chết bị hắn chạy chu uyên ngươi chạy thế nào tới nơi này diệp thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại hướng về phía chu uyên hỏi công tử là sư tôn coi là đến ngươi sẽ có kiếp nạn để cho ta tới tương trợ trả lại cho bảo bối chu uyên gãi đầu cười một tiếng chợt vỗ vỗ quanh thân kỳ quái nói ồ mới vừa vẫn còn ở nơi này làm sao không có diệp thần tức giận nói ở trên mình ngươi nếu không ngươi lấy là ngươi thật có thân bất tử hi hi chu uyên lúc này mới đem thái thần nói toàn bộ chuyển báo cho diệp thần ta nói sao lúc đầu cái lão gia hỏa này sợ lôi đình lực khó trách hắn sẽ vào lúc đó bị thương linh nhi thanh âm vang lên diệp thần cũng là muốn đến tiêu ngục che chở bọn họ rút lui lúc đó dẫn động lôi biển có thể đánh cho bị thương thái viêm đế lúc đầu đây là một món đổ bê tông liền thân thể tà hồn diệp thần nghe được thái viêm đế la lịch sau đó cũng là không khỏi một hồi nhức đầu nói nhưng mà tiêu tiền bối vì che chở chúng ta đã lại không dư lực dẫn động dị tượng lôi biển không quá ta ngược lại là có thể vận dụng lôi bia nhưng lôi bia một khi vận dụng vô thiên tất nhiên biết ta ở chỗ này đến lúc đó đối mặt mình nhưng mà so thái viêm đế còn kinh khủng hơn tồn tại chu uyên nhưng là ở một bên nói tiếp không sao chúng ta lao xuống thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn diệp thần lắc đầu một cái nói chúng ta mới vừa bỏ lỡ cơ hội tốt dưới mắt cái này con rùa rút về dưới chấn hồn uyên nơi đó có hắn bày ra thiên la địa võng chỉ là những cái kia oán linh thì không phải là trước mắt tình trạng của chúng ta có thể giải quyết huống chi người thân thể linh nghi cùng diệp thần đều là là có thể cảm nhận được thời khắc này chu uyên thái thần tặng cho thanh khí đã tiêu hao hầu như không còn tối đa làm hắn sống lại hai lần, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ách. Chu Uyên vừa nghe dưới chấn hồn Uyên còn có ý định giết người, gãi đầu một cái nói, nếu không chúng ta trở về đi thôi, hồi Thái Thần Sơn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Diệp Thần nghe vậy, nhíu chặt mày nửa ngày không lên tiếng. Không được. Ngay tại Linh Nhi và Chu Uyên lấy là Diệp Thần muốn rút lui lúc đó, hắn như là làm ra cử động kinh người. Cái tên kia không thể nghi ngờ bị thương nặng, bỏ qua lần này, cũng chưa có cơ hội, Diệp Thần ngưng trọng nói. Làm ơn, cái đó lão thất phu thực lực có thể ở trên ngươi. Linh Nhi khuyên can. Diệp Thần như là đáng chát cười một tiếng, nói ra thật tình, dưới chấn hồn uyên, mới thanh vân thần mộc manh nha mới vừa ra đời, nếu là bị cái này nơi được, sợ rằng vô cùng hậu hoạn. Ta đây là quên chuyện này. Linh Nhi hai tay che chán, làm sao cầm cái vấn đề này quên mất. Chu Uyên, kiếm này cầm. Diệp Thần đem ban đầu biển tím để làm bằng kiếm phôi ném cho Chu Uyên, chợt mở miệng nói vật này đối phía dưới oán linh có cực mạnh khắc chế lực ngươi kiếm ý thuần túy cực kỳ giúp ta kéo vậy vạn linh trận pháp linh nhi nhưng là ngẩng đầu hỏi vậy ngươi đâu ta tự nhiên sẽ đối tên kia động thủ diệp thần hướng về phía hai người giải thích cùng lúc đó dưới chấn hồn uyên đáng ghét từng tiếng gầm thét từ thái viêm đế trong miệng truyền ra quanh người hắn kiếm chỗ đau đạo đạo sấm sét bắn ra tán trong chốc lát không cách nào đúc lại thân xác hống hống từ trong cơ thể nội chảy ra tinh thần chiếu rọi dịch, tựa hồ đối với dưới chân vạn quỷ có lực hút vô hình, chúng lộ vẻ được phá lệ hưng phấn. Vô số oán linh này sinh thịt thối giữa, từng tơ một nhợt nhạt ra mặt phun trào ra giữ tượng diễn cảm, Thái Viêm đế ngồi đàng hoàng ở Thanh Vân Thần Mộc manh nha trước, nhìn một màn này, lộ ra nụ cười. Rắc rắc. Mãnh liệt oán khí ngưng tụ hóa hình, thực chất vậy sát ý trùng tiêu, sáp nhập vào vậy trước trước đánh một trận cũng đã bị hoàn toàn đục xuyên vô tận không gian chảy loạn bên trong. Thái Viêm đế, để mạng lại trong trẻo lạnh lùng ánh sao đổ ánh ra một bóng người từ chín tầng trời rơi xuống chính là chu uyên hừ không cần cố làm ra vẻ Diệp thần đâu thái viêm đế hừ lạnh một tiếng bốn phía nhìn vòng quanh nhưng chỉ là phát hiện chỉ có chu uyên một người diệt ngươi một món tàn hồn không cần công tử ra tay chỉ cần ta một người đủ rồi tay cầm kiếm phôi chu uyên mắng to một tiếng chợt thân hình trốn vào sát trận bên trong che giấu thái viêm đế tầm mắt tự tìm cái chết Thái viêm đế khóe miệng nâng lên, dám can đảm xông vào cái này sát trận bên trong, xem ra không cần tự mình ra tay, vạn quỷ đủ để gặm ăn liền hắn. Đúng như dự đoán, Chu Uyên bước chân mới vừa rơi định, lòng đất dưới một cái thảm trắng tay gầy nhom trưởng chính là đột nhiên lộ ra, đem hắn chân trần gắt gao bấu vào. Hống. Hai đạo không người không quỷ thân hình chính là hướng hắn cấp tốc lướt vào, chỉ là trên mình tản ra đậm đà mục nát mùi vị, chính là làm được Chu Uyên thần hồn có chút không yên. Nhớ lấy, không có thể sử dụng linh lực ngăn địch ngay tại hắn phải lấy kiếm đạo phá địch lúc đó đầu óc bên trong nghĩ tới diệp thần dặn dò chợt cắn chặt hàm răng nhắc tới kiếm phôi đoạn đi vậy cuốn lấy chân mình mắt cá bàn tay nhắm mắt liền làm cường hóa võ ý một giây kế tiếp hắn liền một cổ não nhi xông vào sát trận bên trong một người cưỡi ngựa đương thiên lúc này nhìn vui lấp đi xuống chính là bị vô số vong linh vây khốn lại cũng không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào chu uyên thái viêm đế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường một con kiến hôi gan dám như vậy xông trận ở hắn trong mắt chu uyên đã bị vô số lệ quỷ xé từng bước xâm chiếm hầu như không còn ừ lúc đầu ngươi ở chỗ này đối với ngọn lửa hơi thở vô cùng là nhạy cảm thấy viêm đế ở trong nháy mắt phát giác dị thường lúc này chỉ một cái chính là hướng vậy trên hư không tàn phá bừa bãi không gian phong bạo bên trong điểm ra oanh đạo đạo sấm sét rơi xuống hư không không gian bên trong chảy loạn ngay tức thì hướng mặt đất chiếu nghiêng xuống gay go bị vậy tiểu tử đùa bỡn tỉnh hồn lại thái viêm đế thân hình chớp mắt nhích tới gần thanh vân thần mộc manh nha một bên che chở lôi đình này chỉ sẽ tăng thêm hắn thân thể thương thế như vậy tác chiến cái mất nhiều hơn cái được ngay lập tức một tiếng phượng hót tiếng vang lên lớn như vậy lửa hoàng hư ảnh phù diêu lên hướng trên chín tầng trời đánh tới cần phải thọt xuyên vậy gió bão chảy loạn dũng động hư không dẫn dắt rơi xuống lôi biển thái viêm đế ánh mắt che lấp dương đông kích tây tuyệt không thể để cho người này dẫn động thiên địa dị tượng giờ phút này cùng nhóm thi giao chiến chu uyên giờ phút này cũng không hơn gì dẫu sao hai quả đấm khó đỡ bốn tay mặc dù kiếm phôi có thể chém oán niệm thế nhưng vạn người đại quân một người một trưởng vậy đủ hắn uống một bầu suy nhợt nhạt bàn tay đầu ngón tay thon dài thẳng đâm vào chu uyên bụng ho chu uyên một hơi màu đen vết máu ho ra vậy mãnh liệt âm khí cùng oán niệm theo máu thịt vào cơ thể làm hắn linh lực lưu chuyển đều là đống kết mấy phần một kiếm vung đi chặt đứt tay của thi thể trưởng nguyên vẹn bụng máu thịt còn sót lại bộ phận chưa tới kịp rút ra bị trận pháp khống chế vô số oán linh liền lại là lần nữa chen nhau lên đáng chết gần ngay trước mắt phá cho ta chu uyên nhìn mình cách đó không xa viên kia màu xanh manh nha hạt giống gắng sức nhảy một cái theo sát ở sau đó oán linh cũng là lộ ra sát ý công tử chu uyên hô lớn lưu kim tê thiên thủ thái viêm đế không để ý mình thương thế trong tay kim mô hòa tan thành đạo đạo hỏa diễm lưu chuyển quanh thân trong nháy mắt hào hùng lửa nguyên lực hiện lên hư không từ vậy nơi chân trời hai đôi màu vàng kim bàn tay lộ ra hắn phải ngăn cản diệp thần lấy thần hỏa lực dẫn động thiên địa dị tượng Bèo. lửa trời hóa thành bàn tay miễn cưỡng bắt giữ liền diệp thần lấy đạo linh chi hỏa nhan tuyền nhi dẫn động lửa hoàng hư ảnh hai trưởng dùng sức kéo động ầm lửa hoàng dũng động hai cánh từ sườn gian bị miễn cưỡng kéo đứt hư ảnh ngay tức thì bạo tán quang vũ tiêu tán diệp thần bóng người chậm rãi rơi xuống thái viêm đế thấy vậy mới vừa treo xuống tim còn không bưng bít nhiệt bên tai chính là truyền đến chu uyên tiếng quát tháo nghiêng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào hắn đã ẩn núp đến thanh vân thần mục manh nha chỗ vậy tiểu tử làm sao làm được là từ oán linh bên trong một đường sông lên đi giết làm sao có thể hắn là như thế nào chống đỡ oán linh ngay tại chính hắn kinh ngạc trong nháy mắt trên hư không chậm rãi hạ xuống diệp thần thân hình như là một lần lãnh đạm nói trò chơi kết thúc thái viêm đế cả kinh vậy gần ở trước mắt mình diệp thần rốt cuộc lại khôi phục đây chính là luân hồi thần thân thể sao đây chính là luân hồi huyết mạch sao nếu như hắn biết diệp thần cuối cùng không có dùng luân hồi lực lượng lại sẽ là như thế nào diễn cảm ngay tại thái viêm đế chuẩn bị rút người ra thối lui ngay tức thì một tiếng khẽ kêu như là ở vang lên bên tai không gian dịch chuyển trong nháy mắt diệp thần cùng chu uyên hai cái người lớn sống lại là miễn cưỡng chuyển đổi lúc chỗ trống võ đạo luân hồi đầu mở Diệp Thần bằng vào mình cùng Thanh Vân Thần Mộc manh nha cảm ứng, đem hạt sống bỏ vào trong túi, ngước mắt nhìn về hư không, Chu Uyên, kết liễu hắn. Xuy, Trong tay thanh quang kiếm thẳng đâm vào Thái Viêm Đế ngực, Thái Viêm Đế khó tin nhìn một màn trước mắt, ôm hận nói: "Không gian chi lực, đáng chết." Vậy bản nên xuất hiện ở Thái Viêm Đế trước người Diệp Thần bị Linh Nhi lấy không gian chi lực hết đổi, trong nháy mắt thất thần làm được Chu Uyên thuận lợi. Dương Đông kích Tây cũng là cờ hiệu, Chu Uyên còn không quên hướng về phía Thái Viêm Đế lộ ra một đạo nghìn ngẫm nụ cười. Ầm. Thái Viêm Đế ôm hận một chữ, lần nữa đem Chu Uyên đánh tan. Diệp Thần thấy một đoàn thanh sương mù lần nữa dâng lên, treo tim lúc này mới buông xuống, hai người đứng sóng vai, mở miệng nói, tên này thất thần mộc manh nha, lại bị thương nặng, hẳn là nỏ hết à. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một tiếng quát chói tai từ trên hư không truyền tới, chỉ gặp vậy bị tổn thương đạt tới liền mạch máu thái viêm đế quanh thân giống như tinh thần văng lên trong suốt thành hủy ngay tại diệp thần lấy là hắn phải bỏ mạng để gặp thái viêm đế thân xác như là than làm một bồi tinh dịch ngay tức thì bạo tán ra lui diệp thần hướng về phía linh nhi gọi một tiếng chợt kéo nỏ hết đà chu uyên phi độn ở đó cách đó không xa vô số tinh thần hiện ra tập 3913 sớm biết người này thân xác vô cùng là bất phàm không nghĩ tới lại là vô số ngôi sao ngưng luyện biến thành hôm nay hắn tàn hồn lực không cách nào duy trì lúc này mới lộ vẻ hiện ra linh nhi thanh âm vang lên diệp thần cùng chu uyên ngước mắt nhìn lại vào mắt chính là vô số tinh thần lơ lửng khạc khạc diệp thần có thể cầm lão phu ép đến loại trình độ này ngươi vậy đủ để kiêu ngạo bạo hoàn toàn nổi điên thái viêm đế hôm nay đã sớm mất lý trí hắn chỉ muốn hủy diệt ẩm một viên sáng chói tinh thần lên tiếng đáp lại mà bể trên đó vô số sinh linh cũng là cùng trong chốc lát nổ tung máu thịt rồi rít đập xuống sức trùng kích to lớn đem cả tòa chấn hồn uyên bao phủ, hống, vô số oán linh cảm thụ mưa máu Gia trì tinh thần thanh huy bồi bổ, thực lực ngay tức thì bạo tăng, hướng diệp thần các người tập sát tới. Diệp thần, tinh thần vẫn vậy không chịu nổi, kiếm trong tay phôi mơ hồ có ảm đạm cảm giác, vô số thực lực tăng vọt oán linh chen chúc tới, đem ba người vây trận. Ngươi lấy là có thể đem ta chém chết, bản đế chính là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Thái viêm đế thanh âm vang lên lần nữa do thân thể ánh sao chảy ra linh dịch huyễn hóa thành vô số ngôi sao cùng trong chốc lát nổ tung vô cùng lực trùng kích liền trên bầu trời hư vô không gian cũng là đồng loạt biến dạng hỗn độn chỗ cuối thời gian sông dài chảy ngược một kích này liền thời gian đều là nhấc lên ngược dòng diệp thần hơi ngưng thần mở võ tổ đạo tâm thả ra hồng mông đại tinh không hồng mông tinh không bảo vệ diệp thần một nặn quyết cả người linh khí phóng thích hồng mông đại tinh không cũng là đổi được càng sáng chói như một cái nồi lớn xây vậy vững vàng đem ba người bao phủ bảo vệ được. Vô số ngôi sao nổ tung lực trùng kích vô cùng, trong phút chốc cắn nốt dưới chấn hồn uyên vô số oán linh. Đầy trời máu thịt cuốn lên gió cát che khuất bầu trời, một đạo to lớn kẽ hở bị xé ra, bên trong năm màu rực rỡ, chính là thời gian sông dài. Các ngươi con kiến hôi oan hồn, giúp bổn tôn thành tựu cao nhất nghiệp bá. Cười như điên tiếng không giảm, trên hư không, hai con màu vàng kim mắt to chậm rãi mở ra, nhìn xuống bá tánh. Oanh! Hắc ám cấm hải, cựu nhật minh tổng đàn bên trong ma tổ vô thiên ngồi xếp bằng đột nhiên hắn trong mắt mở ra tựa hồ cảm giác được cái gì ngay lập tức hắn sắc mặt hơi có chút âm trầm chấn hồn uyên xảy ra chuyện hơi thở này làm sao để cho ta cảm giác có chút giống luân hồi chi chủ vô thiên ngón tay khẽ nhúc nhích tựa hồ cảm giác cái gì nhưng hết thảy tựa như bị một đoàn sương mù dày đặc che đậy luân hồi chi chủ phải chết bất quá dưới mắt hắn hẳn chuẩn bị chạm ra đi ngược lại không có thể đi chấn hồn uyên. Xem ra hồn trùng là một, để cho luân hồi mơ hồ trở thành ta tâm ma, cái này không phải là chuyện tốt. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ cựu nhật minh lâm vào yên lặng. Thật may Diệp Thần không có dùng luân hồi huyết mạch, bại lộ quá nhiều nhân quả, nếu không, vô thiên có lẽ đã biến dạng hư rảnh tay. Chúng ta đã chết rồi sao? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng động một cái, quanh thân truyền tới kịch liệt cảm giác đau nói cho hắn, còn sống vốn là diệp thần sẽ không có thương thế nặng như vậy nếu không phải bởi vì tận lực khép kín luân hồi huyết mạch và đoạn tuyệt luân hồi nhân quả hắn có lẽ đã sớm giải quyết hết thảy bất quá trước mắt tới xem vô thiên không có phát hiện mình một bên chu uyên sắc mặt trắng bệch mất đi ý thức sống chết không biết trước thái thần nơi tặng cho cuối cùng một món thanh khí chậm rãi bay lên không vào diệp thần trong cơ thể linh nhi chịu lực trùng kích nhỏ nhất giờ phút này như là kinh hãi nói diệp thần ngươi mau xem Diệp thần chật vật nâng lên hai tròng mắt, nhưng là bị một màn trước mắt kinh được thật lâu không nói. Trên hư không liền gần đây thần bí khó lường không gian chảy loạn đều là bị miễn cưỡng xé ra. Vậy thiên uyên chỗ cuối năm màu sặc sỡ, hai con màu vàng kim trong mắt nguyên vẹn hư không trong nháy mắt. Một tuần mỹ yêu dị nam tử dựng thân trong đó, da thịt dưới sinh ra vô số lạnh người đầu lâu, thảm mặt trắng bảng như rắn độc vậy làm người sợ hãi, như là không gặp hai tròng mắt. Diệp thần, hết thảy các thứ này đều là ngươi ép ta. Thái viêm đế thanh âm truyền ra, âm lãnh nhưng vừa xa lạ. Diệt thần mắt thấy thương khung, chậm rãi mở miệng nói, xem ra hồ ly không giấu được cái đuôi, đây mới là ngươi bộ mặt thật. Thời khắc này cái này, căn bản không lại là cái gọi là thái viêm đế. Thủ đoạn dốc hết, ngươi cầm ta ép đến loại trình độ này vậy đủ để kiêu ngạo, ở nơi này hèn mọn nhỏ yếu thực tế vị diện, ngươi là cái đầu tiên gặp được ta chân thân người. Ta tổ tiên tuy ở không không lúc nào không rơi vào liền bị đuổi ra kết quả, nhưng ta ý chí áp đảo các ngươi nói cho cùng liền ta cũng không nghĩ tới thánh thiên thần hỏa và luân hồi lại sẽ ở chỗ này đàn đời thật đúng là ta đại cơ duyên quỷ dị nam tử liếm môi một cái âm lãnh thanh âm truyền vào diệp thần trong tai cầm tới ra lệnh một tiếng diệp thần chính là cảm giác được trong cơ thể một hồi sao động đạo linh chi hỏa căn nguyên thậm chí huyết mạch lực lượng có rời thân thể điểm đạo linh chi hỏa và những vật khác một khi bị chóc huyết mạch diệp thần vậy sẽ xảy ra chuyện gay go hắn lại có thể và không không lúc nào không có chút liên lạc hơn nữa còn hấp thu vạn hồn lực, thân hồn hoàn toàn vững chắc, chỉ sợ là nguy hiểm. Linh Nhi hiện thân, lấy không gian chi lực bảo vệ Diệp Thần, nhưng vậy chỉ là trong nháy mắt, vách ngăn chính là khoảnh như vậy vỡ vụn. Ha ha, hôm nay ta, cho dù là Thái Thần đích thân tới, cũng không sợ. Thái Viêm đế cười to nói, "Vù vù." Thái Thần cuối cùng một món thanh khí tách ra xuất thần mang, Linh Nhi thần niệm lộ ra, đem nắm chặt, ném vào vậy dòng sông thời gian dài một góc bên trong. A, à, cùng trong chốc lát diệp thần đạo linh chi hỏa căn nguyên sắp vỡ vụn để gặp kẽ hở một đầu khác nhưng là có đáp lại oanh một đạo năm màu thần hồng rơi xuống ngăn trở diệp thần nơi có khí cơ thái viêm đế trừ ly huyết mạch thần hỏa nghi thức cũng theo đó cắt đứt xem ra là thành công linh nghi bóp một cái mồ hôi lạnh tê liệt ngã xuống đất thái viêm đế nghi thức bị đoạn lúc này một tiếng quát chói tai người nào oanh một đạo tiên thì rơi xuống năm màu ánh sáng dâng trào phun trào một khắc sau kinh khủng hơi thở tràn ngập tiên ánh sáng màu đỏ diệu thế bao phủ chấn hồn uyên oanh thiên đạo sụp đổ thanh âm vang lên ở cái hở kia chỗ một cái cùng diệp thần hơi có mấy phần tương tự hình bóng chớp mắt chỉ là chớp động đại lộ quy tắc chính là vỡ vụn cả thế giới kế cận sụp đổ trong chốc lát kể cả diệp thần linh nhi thái viêm đế đám người ở bên trong nhất giới nơi có sinh linh đều là xuất hiện vết rách làm sao có thể cái thế giới này liền hắn hư ảnh cũng không chịu nổi liền muốn sụp đổ ngươi rốt cuộc là hà tồn ở Thái Viêm Đế hoảng sợ quát lên. Cái thế giới này mặc dù sinh linh thực lực không có không không lúc nào không mạnh mẽ, liền hắn như vậy thần hồn đều là ngạo thị hoàn vũ, nhưng chưa bao giờ có người nghe, một đạo hư ảnh rơi xuống liền sẽ hủy diệt nhất giới tồn tại cao nhất đại năng. Không nghi ngờ chút nào, người này một khi hạ xuống, toàn bộ thế giới hiện thật cũng sẽ văng tung tóe sụp đổ. Thiên địa đại lộ cho không được kỳ đạo thân. Diệp thần, linh nhi đồ sứ em bé tinh xảo trên mặt mũi, đều là vết rách loang lổ, tựa như tùy thời muốn vỡ ra, chương trước, chương sau, trên chín tầng trời Thái Viêm đế cũng là như vậy, liền vậy hai con sán màu vàng kim trong mắt đều là bị đỏ tươi ánh sáng đâm thủng. Ngươi, ngươi là tới từ tương lai. Thái Viêm đế liếc thấy vậy chỗ cuối chính là thời gian cuối, bọn họ lúc trước do phong kịch liệt xé nát kẽ hở, nghịch chuyển thời gian một góc. Không thể nào, thằng nhóc này làm sao sẽ trở thành vừa được cái loại này tình cảnh? Thái Viêm Đế hoảng sợ nhìn dưới chân ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần, vẻ hung ác lần nữa lan tràn. Giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhận ngươi cũng không thể xuyên thấu qua thời gian sông dài hướng ta động thủ, tự tay táng diệt ngươi. Thái Viêm Đế thần sắc hung ác, chính là hướng Linh Nhi bên người Diệp Thần tập sát tới. Nhưng không gian chỗ cuối bóng người tựa hồ có cảm, hư ảnh chậm rãi xoay người, nhiều lần chập chờn mưu toan ra tay, cuối cùng nhưng là lựa chọn dừng lại. Hắn rõ ràng, vô luận ra tay hay không, một giới này đều đưa hoàn toàn lâm vào là bụi bậm biến mất. Cách thời gian sông dài to lớn bóng người chỉ là khóe miệng kéo một cái, giống như là thổ lộ mấy cái âm tiết, chính là biến mất không gặp. Uy áp kinh khủng ngay tức thì tàn đi, đại đạo sụp đổ vậy chậm rãi dừng lại. Thu, một tiếng phượng hót vang lên, lạnh lót âm làm được chín tầng trời chấn động một cái. Diệp thần trong cơ thể, một cái lửa hoàng phóng lên cao, cùng lúc trước bất đồng chính là, thời khắc này căn nguyên thần hoàng chỉ có mấy trượng cao, Ấn đường gian một đóa hỏa liên dấu vết phun trào. Làm sao có thể? Thánh thiên thần hỏa vượt qua tiểu tử này tu vi? Rất hiển nhiên, Thái Viêm Đế cũng là đối cái này thần diễm có biết chút chút. Trước mắt cái loại này hình thái, hắn khó tin. Không thể nào là một người còn không hoàn toàn chạm ra kết thúc tiểu tử có thể bùng nổ. Là ngươi? Thái Viêm Đế cả kinh. Ở đó phượng hoàng con ngươi bên trong, hắn cảm nhận được liền cùng lúc trước cái đó khóa giới mà đến hình bóng độc nhất vô nhị cảm giác bị áp bách. Không thể nào tiếp liền mấy đạo trường ấn đánh ra thần hoàng chỉ là phủi xuống thần vũ liền đem sát chiêu hóa giải tại vô hình ngay sau đó ở dưới con mắt mọi người phượng hoàng thần rực dưới lại là chậm rãi đưa ra một cái cánh tay hóa hình vậy thiêu đốt hừng hực tiên ngọn lửa màu đỏ bóng người đứng gần hư không thân hình cùng diệp thần vô cùng làm tướng tựa như như là theo dõi không được mặt mũi giả thần giả quỷ thái viêm đế hét lớn một tiếng lần nữa hướng bóng người đánh tới vậy bọc ngọn lửa bóng người tựa hồ là vô cùng là khinh thường nhẹ nhàng một quyền vung ra oanh chỉ cảm thấy không gian run lên thái viêm đế cánh tay trái chính là trong phút chốc tiêu tán tận gốc cánh tay chỗ màu đỏ tươi lửa mang theo đốt huyết khí của nó a à. một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở dưới chấn hồn uyên thái viêm đế ánh mắt che lấp người này không chế lửa lực có thể nói đỉnh núi liền không gian nhiệt độ đều không từng dâng lên chút nào nhục thân của ta cũng đã bị bốc hơi không thể địch lại được lui ngay tại thái viêm đế muốn rời khỏi đồng thời, vậy màu đỏ tươi lửa mang bao gồm bóng người nhưng là không định bỏ qua cho hắn. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, vô số cây phượng hoàng thần vũ kích động ra, đem cả tòa không gian bắn thủng. Nhìn sau lưng tan tành không gian, hắn muốn bỏ chạy, cái này cực kỳ không vững chắc không gian tùy thời sẽ ngay tức thì vỡ vụn, liên minh một khối táng diệt. Chỉ gặp bóng người kia nhẹ nhàng xoay tay kéo một cái, bèo, bèo vậy bắn thủng không gian dung nhập vào chảy loạn bên trong căn căn thần vũ phơi bày đảo câu thế bay trở về lúc này xuyên qua thái viêm đế ngực suy từng luồng màu đen oán niệm bay lên bốc hơi thái viêm đế mặt mũi vặn vẹo đã không cách nào chịu đựng tà lực bị nướng thống khổ diệp thần như vậy nhân quả ngươi không chịu nổi ta hôm nay tùy chết nhưng ngươi ắt sẽ bị trí cao ý chí chu diệt thế lương lạnh người tiếng quát tháo dần dần thối lui phơi bày ở trước mắt mọi người chính là một đoàn trong suốt thần hồn tản mát ra tinh khiết hơi thở người ngọn lửa ảnh từ diệp thần võ đạo luân hồi đồ bên trong đem thanh vân thần mộc manh nha lấy ra thả lại ban đầu vị trí lấy đại thần thông đem thái viêm đế biến thành thần hồn khắc vào trong đó oanh từng trận bạo liệt vang lớn truyền tới chỉ gặp vậy trước trước vẫn là viên nho nhỏ hạt giống manh nha lại là mấy tức tới giữa trưởng thành là một viên có chừng năm ba người cao cây lớn lại còn đang không ngừng sinh trưởng vù vù thiên địa một hồi nổ ầm tựa hồ là thiên đạo phát giác khác thường ngọn lửa kia bao gồm bóng người ánh sáng phai nhạt mấy phần là ngươi sao linh nhi nhìn người trước mặt ảnh đôi mắt bên trong lệ quang phun trào ngọn lửa hư ảnh tựa hồ lòng có cảm giác nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở linh nhi đỉnh đầu thân mật vỗ vỗ thời khắc này thần hỏa thật là ngoan ngoãn ngươi ngay tại linh nhi muốn tiến lên trong nháy mắt thiên địa dị biến hoành xanh thần hỏa tán thành tinh quang tiêu tán cả toa chấn hồn uyên bị lửa mang che giấu công tử chu uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp thần gò má kêu ô diệp thần thẳng kinh ngồi dậy con ngươi ngưng trọng nói ta tựa hồ trong giấc mộng có thể không phải là mộng chu uyên chép miệng diệp thần lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vậy chọc trời thanh vân thần mộc đã trong mây tiêu cả tòa dưới chấn hồn uyên một phiến tưởng hỏa linh nhi diệp thần vội vàng la lên ừ linh nhi thanh âm vang lên rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn truy hỏi nói ta cũng không nói được hoặc giả là diệp tà thần rút ra nhân hoàng thánh đao quấy nhiễu thời gian sông dài không việc gì ngươi liền làm nằm mộng đi thái viêm đế đã được giải quyết chấn áp tại cái này thanh vân thần mộc dưới bồi bổ manh nha cái này một tí ngươi cũng không cần vạn năm lấy thân chấn cái này vô biên địa ngục linh nhi thanh âm dí dỏm vang lên diệp thần như là dương mắt nhìn hướng hư không thái viêm đế bị hoàn toàn chấn áp vốn nên là một kiện chuyện cao hứng nhưng chẳng biết tại sao hắn trong lòng như là tựa như bị lên một đạo gông xiềng người nọ là ai là tương lai mình vẫn là người khác Tập 3914 Diệp tà thần xuất hiện Tựa như để cho diệp thần đối thời không nhận biết có chút thay đổi Thời gian cuối Rốt cuộc là ai Trí cao ý chí Vẫn là nói cái khác Thái thần sơn Chu uyên sân nhỏ bên trong Diệp thần bóng người ngồi xếp bằng Hắn cũng không có đi cấm thiên khu chảm ra Mà là trong lòng có nghi ngờ Những thứ này nghi ngờ khốn khổ Lập tức tiếp tục chảm ra hiển nhiên không thích hợp Linh Nhi trước dưới chấn hồn uyên rốt cuộc chuyện gì xảy ra người kia là ai hắn thủy Trung là suy nghĩ mãi không xong hôm đó đại chiến chu uyên mới vừa thoát khốn không lâu tu vi thấp nhất hắn dẫn đầu té xỉu nhưng mà lại liền mình cũng là thua ở vậy thái viêm đế tay chỉ cảm thấy là một cái giấc mơ kỳ quái tỉnh lại lần nữa lúc nhưng là phát hiện đã lắng xuống họa loạn liền vậy duy nhất mộng cũng có chút mơ hồ hừ liền cái gì đó thái viêm đế không quá ta hơi thi thủ đoạn liền đánh ngã mà thôi ngươi không cần để trong lòng linh nhi sắc mặt có chút không giống tầm thường ngữ tốc vậy so với ngày thường nhanh mấy phần mở miệng nói diệp thần nghi ngờ nhìn trước mắt linh nhi mặc dù không rõ ràng nhưng hắn biết được linh nhi thân phận không bình thường có lẽ có chút lá bài tẩy cũng không thử có thể biết linh nhi nắm trong tay hư bia và cái khác luân hồi huyền bi không giống nhau từ xuất hiện ở hoa hạ bắt đầu liền định trước linh nhi là một viên quan hệ đến luân hồi con cờ có thể cái này con cờ lại là ai an bài từng cơn gió nhỏ từ từ tính tới trước mặt không gian rung động tung lên một chút gợn sóng ngay sau đó một giọng nói chính là vang lên luân hồi chi chủ chúng ta lại gặp mặt người tới chính là mão tử kim vương miện thái thần thái thần tiền bối diệp thần thấy người đến vội vàng đứng dậy cung kính nói đa tạ tiền bối nhớ nhung vãn bối đã không còn đáng ngại chỉ là chu uyên hắn thái thần chỉ là khẽ mỉm cười kêu vậy tiểu tử trận chiến này thu hoạch rất phong phú nhưng không ngoài suy đoán xuất quan sau là được bước vào cao hơn cảnh. Nhanh như vậy, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, Chu Uyên mặc dù là võ di, si, thiên phú cực kỳ khủng bố. Nhưng cái này tốc độ trưởng thành vẫn là kinh người. Nhìn trước mắt thần bí thái thần, Diệp Thần bỗng nhiên có dũng khí cảm giác huyền diệu, trước kia chỉ lấy là trước mặt cái này vị tiền bối chính là một khối cường giả. Nhưng gần quá thành một nhóm hắn nhưng là phát hiện, cái này thái thần tu vi, tuy không đạt tới nhân phi phàm, nhưng vậy sâu không lường được. Chu Uyên thằng nhóc kia thể chất có chút đặc biệt, ngược lại cũng không tính là giáo ta đạo có cách. Xem thấu Diệp Thần ý tưởng sau đó, Thái Thần cười một tiếng mặc kệ. Ngươi hôm nay chảm ra 96, chỉ kém bốn đạo gông xiềng không có chặt đứt. Vậy bốn đạo nhưng có lòng tin. Thái Thần chậm rãi mở miệng nói. Không biết tiền bối là ý gì. Diệp Thần không nói là thân đánh trăm trận, nhưng vậy coi là phải là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng nhân vật lại làm sao có thể nghe không ra thái thần chữ bên trong hành gian ý thái thần trong mắt thâm thúy. Trảm ra 96, đã là đời này yêu nghiệt, thiên phú quá mức kinh người, còn như ngươi muốn trảm ra trăm đạo, là khoáng thế cử chỉ, tuyệt không dễ dàng. Nghe được thái thần tán dương, Diệp thần cũng là không khỏi sinh lòng ngạo ý, nhưng vậy chỉ còn lại bốn đạo khó khăn trùng trùng. Ngay sau đó thái thần nói, nhưng là làm được Diệp thần cả kinh. Ngươi nếu là thật muốn trở thành công chém vậy bốn đạo gông xiềng, có một chỗ ngươi phải đi. Ta đã từng trảm ra chỉ có thể chém 87, chính là bởi vì đi nơi nào mới trảm ra 90. Thái thần trong mắt đông lại một cái, mở miệng nói. Cái gì? Diệp thần hơi ngẩn ra. Ta cho ngươi xem một kiểu đồ. Thái thần đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở diệp thần nơi mi tâm, một màn rất sống động trí nhớ tràn vào. Đây là diệp thần ở mảnh thế giới này bên trong, nhìn thấy được đã từng là thái thần. Khi đó hắn, bất quá là cùng mình độc nhất vô nhị, cùng là quá chân cảnh, như là ham hở đế hợi sán ta niệm tình ngươi xuất thân thấp hèn tu vi không dễ thành tựu ta người làm chinh chiến có thể bảo ngươi tranh được một tiệc tạo hóa thời kỳ thiếu niên thái thần phong tư thướt tha cô xã tiên nhân đang còn trẻ nhìn trước mặt mình một vị khác tuấn mỹ nam tử lấy quyền hoành đúng tự tìm đường chết thiếu niên thái thần đối mặt trước mắt tay cầm màu vàng đại kích khiêu khích nam tử một quyền đánh ra quanh thân lóng lánh phong cách cổ xưa minh văn sánh vai long phượng lực đem chàng trai chiến kích cùng với thân xác miễn cưỡng nổ đẫm máu hư không. Ngươi lại tu luyện ra hai đạo thần tức. Nam tử không cam lòng ngã xuống đất, thiếu niên thái thần dựng thân tại ở giữa thiên địa, một đôi thiết quyền đem vô số sinh linh trấn áp. Hừ, lại có thể tu ra hai đạo thần tức, những cái kia rác dưới bên trong ngược lại cũng còn tính ra cái cầm xuất thủ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Diệp thần hình ảnh trước mắt lần nữa vừa chuyển, nhưng chỉ là nghe được mị tiếng vang lên, uyển chuyển dưới ánh trăng điệu múa, kiếm khí động bốn phương, làm được không gian bể tan tành cùng một trong đồng hóa là tàn ảnh, còn có trẻ tuổi thái thần. Ba đạo thần tức Trẻ tuổi thái thần không cam lòng ngã xuống đất, ở hắn phía trước cách đó không xa, mười đạo hình bóng từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại. Chỉ có cô gái kia hài hước tiếng vang vọng, thiên đạo chảm ra, không phải các ngươi có thể tùy ý đặt chân tồn tại. Cô gái hình bóng đi xa, nghịch dòng sông thời gian dài hướng mười người truy tìm đi. Làm sao có thể? Diệp thần con ngươi ngay tức thì co rút lại, vậy như sắp cảnh thật gặp gỡ làm được hắn kinh hãi không thôi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cho dù là hôm nay mình gặp phải trẻ tuổi thái thần vậy đòi không được bất kỳ chỗ tốt thắng bại bất quá như nhau tới giữa mạnh như thời niên thiếu thái thần lấy quá chân cảnh đỉnh cấp sợ rằng hắn tu vi so với gần quá thành tứ đại gia tộc gia chủ cũng là không kém chút nào diệp thần tự tin vậy có thể làm được như vậy nhưng thiếu niên thái thần đối mặt cô gái thần bí kia như là không có lực phản kháng chút nào như thế nói Trước vậy mạnh nhất 10 người, người hình bóng. T. Diệp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, sao sẽ có như vậy người nghịch thiên? Tiền bối, cái này thiên đạo chảm ra. Diệp thần đắng chát mở miệng, hắn từ thái thần một đoạn trí nhớ cũ bên trong, tựa hồ nghe người đề cập đến liền một mảnh đất tên. Không sai, chính là thiên đạo chảm ra, nơi đó phân bố cơ duyên, cũng là thiên tài trẻ tuổi tụ tập chỗ. Người mới vừa nhìn thấy là ta lúc còn trẻ du lịch cảnh tượng, một năm kia thiên đạo bảng, ta hạng thứ 12 vậy ung dung đánh bại ta nguyệt gia cô gái thiên đạo bảng đứng hàng 11. diệp thần cả kinh cái gì liên tiền bối cũng mạnh như trẻ tuổi thái thần đều không cách nào xông vào trước mười thiên đạo trảm ra từ thái thượng thế giới tước đoạt ra chính là một tòa che giấu tại thời không bên trong thành lớn chỉ có lấy được rồi đi lại làm người mới khá mang theo con em đời sau đặt chân đại thế tranh vạn năm lại khải vậy chỉ có lần trước bách cường nhóm thiên đạo bảng người mới biết lấy được được thiên đạo thánh lệnh mang theo này làm người, có thể tranh cãi nữa hùng đồ. Thái thần từ trong lòng gian móc ra một quả ngọc chất thiên chữ lệnh bài, tựa hồ bởi vì năm tháng cọ rửa, trên đó dự dàng hơi thở đã không có ở đây, liền vậy ngọc sắc, đều có chút dụng. Tiền bối muốn để cho ta và Chu Uyên tham dự cái này thiên đạo trảm ra tranh. Diệp thần hỏi. Thái thần nhẹ khẽ gật đầu kêu, không sai, ta vốn không muốn để cho ngươi nhúng tay, nhưng ngươi muốn đánh vào chảm ra khóa 100, nơi này phải đi. Diệp Thần trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, kiên định nói: đã như vậy, ta không đi há không đáng tiếc. Thái Thần sững sốt một chút, chợt cười nói: ha ha ha, không hổ là ta xem trọng tồn tại. Nếu không phải muốn bị vậy sóng lớn đào cát xi si liền đi ra ngoài, liền hết sức đánh cuộc đi. Chờ ngươi trở về, trảm ra một trăm, đánh vào Thái thượng thế giới, nói cho mọi người, luân hồi hướng vạn khư và vô thiên chính thức khiêu chiến. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: đúng rồi, Thái Thần tiền bối, vì sao là thần tức? thái thần mở miệng giải thích cái này rất lớn một nhóm người không có nhưng truyền thuyết chảm gia đình núi người có thể tam hoa tụ đỉnh tu xuất thần tức một đạo là cơ ba đạo là vô cùng hồng quân và võ tổ cũng là ba nói tin tưởng ngươi vậy nhìn ra được ta năm xưa tu ra hai đạo thần tức mới có thể đi tới một bước kia sợ rằng ở ta trước khi những tên kia càng đáng sợ hơn diệp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh mở miệng nói bọn họ có người tu ra ba đạo thần tức thái thần gật đầu một cái ngưng trọng nói bọn họ có ít người xác thực rất mạnh thậm chí rất nhiều đến từ thái thượng thế giới bất quá phải cùng vạn khư không có quá nhiều liên lạc nơi đây đã sớm thoát khỏi thái thượng thế giới thủ được nhất thế võ đạo ngươi có thể biết ở trong mắt những người kia vực ngoại luôn luôn là được gọi là ma di chi địa thời khắc này thái thần trong mắt bên trong hơi có vẻ tức giận rất hiển nhiên cho dù là vạn năm đi qua cái này không tranh sự thật cũng không phải một mình hắn liền có thể sửa lại Man di sao? Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm nói, "Ngươi không cần để trong lòng, ta có thể nhìn ra được ngươi đi ra một cái độc thuộc về mình nói, Luân hồi huyết mạch chư thiên mạnh nhất, nhưng vậy nhất cổ quái, mặc dù ngươi chưa từng có thần tức, nhưng lại so với tu ra ba đạo thần hơi thở những cái kia các yêu nghịch vậy không rơi hạ phòng. Thật ra thì ngươi bây giờ trảm ra 96, chiếu lý mà nói hẳn ba đạo thần tức, đáng tiếc một đạo cũng không có, luân hồi hai chữ cuối cùng quá mức thần bí. Ta cũng tin chắc, ngươi thiên phú tất nhiên vượt qua võ tổ và hồng quân." thậm chí không không lúc nào không cũng không cách nào hạn chế ngươi. Cho nên lần này Thiên Đạo trảm ra một nhóm, lấy ngươi là chủ lực, còn Như Chu Uyên, đúng là tu hành thời gian ngắn ngủi, tình cảnh mở trước, có thể tu ra một đạo thần tức đã là cực hạn. Thái Thần dặn dò, khoảng cách Thiên Đạo trảm ra mở, còn có mấy ngày thời gian, ngươi đi trước đại điện chờ ta, đoạn thời gian này, ta tới hướng dẫn ngươi một hai, cũng coi là trảm ra bên trong, hơn mấy phần lá bài tẩy. Diệp Thần gật đầu một cái, đứng dậy hướng sau núi chỗ sâu đi tới thời khắc này trong sân chỉ có linh nhi cùng thái thần hai người diêu tương nhìn nhau bản không nghĩ như thế nhưng làm sao đại thế không thể nghịch bắt đầu liền không cách nào dừng lại thái thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rất nhiều chuyện lệch hướng quỹ đạo ta nguyên lấy là có thể nắm trong tay hết thảy nhưng bây giờ nhìn lại linh nhi cũng là thay đổi những ngày qua hoạt bát hoạt bát hình dáng hơi có vẻ ngột ngạt vẻ ha 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 cách thời không cùng ngươi đối thoại còn thật là có chút không quá thói quen Linh Nhi đang muốn mở miệng nói gì, như là thất khiếu bên trong tràn ra đỏ tươi, ngay tức thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thiên đạo trảm ra bên trong, cũng có vậy linh thạch một phần chia, nếu có thể thu lấy, ngươi cắn trả, có lẽ có thể chậm hiểu mấy phần, lấy ngươi trước mắt trạng thái, chống đỡ không được quá lâu. Thái thần một món thanh khí phất qua Linh Nhi quanh thân, bé gái ngay tức thì cảm thấy một hồi linh hoạt kỳ ảo thư thích cảm giác, trong cơ thể sao động hơi thở cũng là lắng xuống mấy phần. Linh Nhi loại chuyện này, đã không phải là lần thứ nhất, nếu không phải thái thần che giấu sợ rằng sớm ở diệp thần trước mặt lọt chân ngựa vậy một món thanh khí bà nghĩ có thể triệu hoán ta chân thân hạ xuống cắt đứt vậy thái viêm đế mưu kế không ngờ nhưng là dưới chấn hồn uyên thời không ngừng chảy hoành xanh rắc rối lại là đem diệp thần tương lai thân à bầu trời một tiếng nổ vang thái thần sơn khủng bố cấm chế tại vô hình ra nháy mắt khắc vỡ nát một đạo thần phạt đánh xuống mạnh như thái thần cũng là trước ngực như bị đòn nghiêm trọng sắc mặt một trắng linh nhi bản muốn ngăn cản thái thần nói một chút nhưng làm sao nhân quả phủ xuống quá nhanh chỉ là trong nháy mắt thái thần chính là gặp nạn cũng được cái này cấm kỵ từ không thể lại sách tóm lại ngươi vậy tuyệt không thể ở những người đó trước mặt lộ chân tướng nếu không thái thần nhìn linh nhi mở miệng nói ta biết bước vào vậy một mảnh vực ta tự nhiên sẽ khiêm tốn làm việc linh nhi đáp lại hiển nhiên thái thần tự hồ biết linh nhi một ít đi qua thì ra là như vậy thật là huyền diệu vô cùng thời khắc này thái thần trước điện diệp thần lòng có cảm giác trong tay thiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái trước mặt không gian chính là bị cắt ra một đạo không cách nào khép lại sâu màu đen chỗ rách kiêm y lĩnh ngộ cùng hủy diệt quy luật lực hiểu đã đạt tới điểm giới hạn lại vào thì cần cơ duyên phá trướng thái thần thanh âm vang lên chờ dặn dò lần này đặt chân thiên đạo trảm ra thánh thiên thần hỏa và đạo linh chi hỏa cùng với luân hồi oai vạn không thể thi triển phân nửa nếu là bị những lão gia hỏa kia để mắt tới liền ta cũng không gánh nổi người luân hồi chi chủ khí vận có thể không chỉ thiên nữ vũ hoàng cổ đế muốn chỗ đó người đối luân hồi khí vận tham lam đặc biệt là là đáng sợ thất phu vô tội mang ngọc mắc tội tiền bối yên tâm ta định sẽ lưu ý con đường đi tới này thánh thiên thần hỏa và luân hồi huyết mạch đã gặp tới vô số người mơ ước ngay tại lúc này dị biến nổi lên vù vù cả tòa thái thần sơn chấn động kịch liệt một đạo thần tức quanh quẩn tại chân trời dẫn được thái thần sơn bầu trời chín màu thần hồng vẩy chiếu xuống phá lệ lộng lẫy chân núi vô cực cùng linh cực thấy vậy cũng là xứng sở đây là trong truyền thuyết thần tức t hai người liếc nhau một cái đều là thật lâu không nói chu uyên xuất quan